Dạ, đây là con máy phát cỏ hai cầu ạ. Máy của Kubota của hãng Orex ạ. Bên em đã chỉnh sửa test ok 100% là xài được ạ. Còn máy nguyên bản thì về có thể là chắc chắn là không xài được đâu. Cỏ tốt, đây là cũng dòng cũng bằng bụng bằng ngực em cũng phát được hết ạ. Phát đến đâu là nó đáp tương ra nó rồi. Là cao thấp đều do mình, cũng thỉnh thoảng có vài cục đá đấy. Cũng nát vụn hết rồi. Đó, đây là cái đường cắt rồi. Đây là cỏ rồi. Đó. Cũng cắt ok hết rồi. Em đã chỉnh sửa test rồi. Đường dao 6 tấc ạ, máy địa hình. Máy này thì phù hợp cho bà con anh em nào mà làm tiêu cà phê lên xuống ạ. Nó hai lưỡi dao gập được hết ạ. Lên xuống nó ba nó bó được hết. Máy xài rất ok. Đến đâu nát vụn ra đây đó đó. Máy rất ok, bên em đã chỉnh sửa test hết rồi. 100% là dùng ok ạ. Bà con nào mà có nhu cầu thì liên hệ em 0982411160 ạ. Máy này thì em đã chỉnh sửa cho nó tối ưu nhất rồi, phù hợp với địa hình Việt Nam mình, đồi dốc. Máy này là thuộc về máy địa hình ạ. Nó có hai cầu, cầu trước cầu sau đều quay được hết, cho nên là leo đồi leo núi thì bà con không phải suy nghĩ đâu. Đó, đây là quang cảnh em đã cắt rồi, test ok hết rồi. Con cô bác nào có nhu cầu thì liên hệ em. Bên em thì không thiếu một dòng máy phát cỏ nào trên thị trường, có tất cả luôn. Dạ, hôm nay là 1 tháng 5 và bà con anh em nào máy